Án phạt của Riot Games dành cho các tuyển thủ VCS không chỉ tác động những tuyển thủ trẻ, mà ngay cả những tuyển thủ thi đấu lâu năm cũng đang cần được công tác tư tưởng về những vấn đề liên quan đến bán độ. Điển hình như LCK gần đây, giải đấu hàng đầu thế giới cũng đã tổ chức một buổi học kéo dài 6 tiếng đồng hồ về quy tắc ứng xử của tuyển thủ. Tại đây các tuyển thủ sẽ học cách trả lời phỏng vấn một cách chuyên nghiệp, cách giao lưu phù hợp với người hâm mộ để tránh vướng phải những drama đời tư, cách đối mặt với những ảnh hưởng tiêu cực từ truyền thông cũng như thi đấu chuyên nghiệp. Nhận ra đây là hành vi cần thiết đối với tổ chức của mình, mới đây Teamwell cũng đã được đại úy DHN Công an TP.HCM ghé thăm trong buổi đào tạo và chia sẻ về bộ luật hình sự Việt Nam tại Gaming House. Qua buổi đào tạo này, các tuyển thủ đã có nhận thức tốt hơn về pháp luật và quy tắc ứng xử, đồng thời tất cả đã cùng nhau ký cam kết đồng thuận dựa trên 3 nguyên tắc. Thể hiện tinh thần thể thao thượng võ, tuyệt đối tôn trọng và tuân thủ pháp luật Việt Nam, tuân thủ bộ quy tắc ứng xử toàn cầu của Riot và nội quy tập luyện, làm việc và sinh hoạt. Sau buổi đào tạo, có lẽ các tuyển thủ cũng như đội ngũ nhân viên của Teamwell cũng sẽ trở nên chuyên nghiệp hơn. Lại một trận thư hùng T1 Gen.G đã đến, và dù không phải là trận mở màn của hai đội tại giải quốc nội nhưng vẫn thu hút được sự chú ý. Bởi lẽ ai cũng muốn biết sau một kỳ MSI với nhiều thay đổi về meta và chiến thuật, T1 có thể làm nên gì trước nhà đương kim vô địch mùa xuân. Tất nhiên trong đó vẫn còn nhiều nỗi lo về việc T1 có thể phá dớp của Gen.G hay chưa. Nhất là khi chính Faker và đồng đội cũng đã thi đấu không thực sự max win trong trận gặp Long Shin Red Force. Thế nhưng thực tế là chẳng có bất ngờ nào xảy ra và T1 tiếp tục nhận một trận thua trắng trước đối thủ. Trong cả hai bán đấu, tuy rằng Gen.G và T1 đều thể hiện hai bộ mặt khác nhau, nhưng kết quả là về giai đoạn giữa trận, Gen.G bứt tốc và T1 chỉ còn biết chịu trận. Tuy nhiên với nhiều khán giả thì thực tế T1 đã bại trận ngay từ khâu cắm chọn. Bởi lẽ với một đội hình cơ động và giàu tính chống chịu như Gen.G lại có những sự lựa chọn mạnh như Skarner hay Nidalee, nhưng T1 lại không có bất kỳ đối sách nào. Thậm chí họ đã thử nghiệm sự đột biến, nhưng Talia của Honor không có mấy tác dụng, trong khi Jin của Gumayusi cũng không thể nào sánh được với Azreal của Paige, cả về sự linh hoạt trong lối chơi, lẫn sát thương ở giai đoạn quan trọng. Thậm chí nhiều khán giả còn lên tiếng chê bai các lựa chọn khó hiểu của ban huấn luyện T1 cho các ván đấu quan trọng. Thật tổn thương khi xem T1 cấm chọn, Skarner là lựa chọn mạnh nhất hiện nay và họ không chọn hay cấm tướng đó. Có quá nhiều điều để nói rằng đội hiện tại đang như thế nào và hầu như là rất tệ. Đôi khi tôi nghĩ mình nên không nhìn thấy gì để không thấy cấm chọn này. Ban huấn luyện ở thế giới 2023 tốt hơn. Tôi như kiểu, chờ đã, cái gì vậy? Thử nghiệm ngay giữa trận đấu, các bạn đã quên mình từng dùng Zac đi đường giữa như thế nào à? Tuy nhiên dù sao cũng phải thừa nhận cả hai ván đấu Gen.G đã thi đấu không một vết xước. Chiến thắng dành cho nhà đương kim vô địch là điều hoàn toàn xứng đáng. Còn về T1, thất bại này chưa phải thảm họa và họ vẫn sẽ là ứng viên cho danh hiệu vô địch. Trong cả hai ván thua của T1, các tuyển thủ ở mọi đường đều không thể hiện được nhiều so với những trận thua trước đối thủ này ở mùa trước. Đáng chú ý là khu vực đường dưới, bộ đôi Gumayusi và Keria tỏ ra lép vế trước Paige và Lehen. Cho dù sử dụng những tướng được xem là tủ như Varus hay Jin, nhưng xạ thủ của T1 vẫn không thể làm khó được tài năng trẻ bên phía đối diện. Và trong buổi phỏng vấn sau trận đấu, Gumayusi đã chia sẻ những vấn đề của bản thân cũng như toàn đội. Theo tôi, ở ngay trong lượt cấm chọn đầu tiên, Gen.G đã loại bỏ ba xạ thủ là Ashe, Kalista và Senna. Và khi không có ba tướng này, chúng tôi đã không có được nhận định đúng đắn về sức mạnh của những xạ thủ còn lại và không chọn được tướng hợp lý. Tôi nghĩ chính vì thế nên đường dưới đã sụp đổ hoàn toàn trước đối thủ. Tôi nghĩ rằng toàn đội cần đánh giá lại sức mạnh của các tướng xạ thủ nếu tiếp tục bị cấm ba tướng trên trong những trận tiếp theo, và tất nhiên bản thân tôi cũng cần phải tập luyện thêm để nâng cao trình độ và nhân tướng mà mình quyết định khóa vào. Trong ngày thi đấu gần nhất của mình tại LCK mùa hè, Gen.G đã có cho mình một trận thắng hoàn toàn áp đảo trước đại kình địch T1. Trận thắng này không chỉ giúp Gen.G khẳng định vị thế tại sân chơi quốc nội mà nó còn cho thấy đội vàng đen LCK vẫn đang sở hữu phong độ cao chót vót để hướng đến cúp Grand Slam đầu tiên trong lịch sử. Nhưng ngoài vấn đề này, cộng đồng game thủ còn chỉ ra rằng Gen.G đã lập ra một kỷ lục đặc biệt nhân dịp ngày của cha. Đối với đội tuyển Liên minh Huyền thoại của Gen.G, Joby và đồng đội đã có cho mình 9 trận thắng liên tiếp trong những lần đụng độ T1 ở cả đấu trường quốc nội và quốc tế, bao gồm LCK 2023 mùa hè lượt đi vòng bảng, LCK 2023 mùa hè lượt về vòng bảng, LCK 2023 mùa hè playoff, LCK 2023 mùa hè chung kết tổng, thế giới 2023 thể thức Thụy Sĩ, LCK 2024 mùa xuân lượt đi vòng bảng, LCK 2024 mùa xuân lượt về vòng bảng, LCK 2024 mùa xuân chung kết tổng, LCK mùa hè lượt đi vòng bảng. Với chiến tích này, Gen.G đang được coi là đội tuyển có cơ hội cao nhất trong lịch sử có thể giành được Golden Road dù mùa hè chưa khép lại. Đây cũng được coi là kỷ lục đầy ấn tượng của Gen.G trước đội tuyển vĩ đại nhất của tựa game MOBA này là T1. Trong chiến thắng trước T1, Gen.G thể hiện đúng những gì mà họ đã làm suốt từ đầu mùa xuân cho đến nay. Một tập thể hùng mạnh, gắn kết, chơi ổn định và biết khắc chế mọi lối chơi của đối thủ. Tuy nhiên với không ít khán giả và giới chuyên môn, thất bại của T1 là chuyện hoàn toàn có thể được báo trước. Có quá nhiều yếu tố cả chủ quan lẫn khách quan đã tác động đến T1, đặc biệt trong cách đây ít ngày. Sau thất bại trong trận ra quân trước T1, huấn luyện viên của Long Shin Red Force đã nhận định nhà vô địch thế giới 2023 đang gặp một số vấn đề từ khâu tập luyện.
Chúng tôi không phải tự tin chắc chắn sẽ thắng T1, nhưng chúng tôi vào trận với tâm lý sẽ thắng được. Tôi nghĩ T1 gần đây không tập luyện tốt. Trong quá trình tập, chúng tôi đã có nhiều điểm tích cực. Tôi đã nghĩ nếu chúng tôi thể hiện tốt những điều đó trong thi đấu, chúng tôi sẽ có kết quả tốt. Đang nói Long Xuyên là đội nằm ở nửa dưới và xếp hạng OCK mùa xuân. Nếu một đội tuyển bị đánh giá yếu hơn nhiều lần có thể tự tin sẽ đánh bại được T1, có thể thấy Faker và các đồng đội đang bị đánh giá thấp như thế nào. Chưa kể Didos còn tạo ra một vấn đề. T1 đang bắt nhịp meta rất chậm, dù họ luôn nổi tiếng là những tuyển thủ nghiên cứu meta rất kỹ, có thể tìm ra những phương án khắc chế khác nhau cho các lựa chọn của đối thủ như đã từng thể hiện ở chung kết thế giới 2023. Tất nhiên không chỉ đổ lỗi cho Didos làm nguyên nhân thất bại của T1, nhưng rõ ràng việc không thể tập luyện một cách bình thường cũng ảnh hưởng không nhỏ và có thể T1 sẽ còn gặp rất nhiều khó khăn trong các trận đấu phía trước khi đụng độ những đối thủ như DK hay Hanwha. Hanwha đã có khởi đầu không mấy suôn sẻ tại LCK mùa hè. Họ hứng chịu thất bại trước DK trong ngày ra quân và sau đó có chiến thắng phần vấp váp trước Dragonex. Mặc dù vậy, toàn đội vẫn tỏ ra khá tự tin và đặt mục tiêu cao trong giai đoạn này. Với đội hình ổn định sau giải đấu mùa xuân, Hanwha tất nhiên vẫn hướng đến chức vô địch mùa hè cùng với tấm vé tham dự thế giới. Điều đó cũng được thể hiện trong mặt phỏng vấn của từng thành viên. Viper đã có những chia sẻ đáng chú ý về tình hình bản thân và toàn đội. Trong đó, khi được hỏi về việc những sở thủ ở LCK dạo gần đây được đánh giá thông qua vị tướng Zeri, Viper đã không ngần ngại flex trình độ của mình. Tôi nghĩ Zeri đang là tướng mạnh trong meta, tôi cũng đã quen với việc sử dụng tướng này từ giải mùa xuân. Tôi nghĩ rằng mình đang là người chơi Zeri hay nhất giải đấu thời điểm hiện tại, và bất kể tình huống trận đấu như thế nào thì tướng này vẫn luôn được lựa chọn. Sở thủ Hanwha Live cho rằng có rất nhiều sở thủ được chọn trong giai đoạn này, nhưng không phải tất cả tướng đều có thể sử dụng tốt. Chính vì thế, việc chọn ra một sở thủ phù hợp với đội hình là điều quan trọng ảnh hưởng đến kết quả thi đấu. Một ví dụ tiêu biểu là khi Viper tự tin khóa vào Vay trong ván 2 trước Dragonex, Hanwha đã gặp khó khăn trong cách vận hành và để thua. Viper cho rằng toàn đội đang chưa có được phong độ cao nhất, đồng thời anh cũng mạnh dạn đặt mục tiêu cao nhất và không ngần ngại nhắc đến hai đội tuyển Genji và T1. Việc phá vỡ thế thống trị của họ là mục tiêu bắt buộc mà chúng tôi hướng đến. Tất nhiên vẫn còn nhiều việc phải làm, nhưng tôi sẽ luôn dùng hết sức để vượt qua hai đội tuyển này và nhắm đến chức vô địch LCK.